là chúng tôi ở trại thì chúng tôi vẫn áp dụng là xong là 3 ngày sau thì chúng tôi mới sẽ mang con đực và chúng tôi thả. Rúi được xem là vật nuôi đầu tư không đòi hỏi nhiều về vốn, diện tích chăn nuôi và thức ăn. Tuy nhiên, nguồn lợi nhuận thu được từ con vật này tương đối cao. Nhưng phải làm sao để nuôi có thu nhập cao thì không phải bà con nào cũng biết. Phải ngay từ bước đầu chọn giống đến khâu chăm sóc sinh sản. Để giúp bà con phân biệt được các loại rúi giống và kỹ thuật quan trọng khi chăn nuôi, thì nông thôn làm giàu đã đến trại của anh Nguyễn Quang Hai, chủ chuỗi các trang trại động vật hoang dã, tìm hiểu và gửi đến bà con những kinh nghiệm chăn nuôi thực tế nhất. Bà con nào muốn học hỏi kinh nghiệm cũng như trực tiếp tham quan trang trại, hãy liên hệ số điện thoại của anh Hai được hiển thị trên màn hình. Xin chào bà con cùng có thể các bạn, tên tôi là Nguyễn Quang Hai, hiện tôi đang là chủ của một chuỗi trang trại từ Bắc vào Nam. Tôi có địa chỉ tại Phú Xuyên, Hà Nội. Đấy, hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho bà con về mô hình nuôi rúi. Ở trang trại chúng tôi thì có hai loại rúi. Thứ nhất là rúi má đào Thái Lan và thứ hai là mốc đại Trung Quốc. Sau đây thì tôi sẽ giới thiệu cho bà con cách để nhận biết ưu nhược điểm của con rúi má đào và ưu nhược điểm của con rúi mốc đại. Đấy, như trên tay tôi đây là con rúi má đào Thái Lan. Thì con rúi má đào Thái Lan thì nó khác với con rúi mốc đại là ở hai cái má này, người ta còn gọi là mà rúi má hồng. Thì cái ưu điểm của con rúi má đào Thái Lan thì nó cái trọng lượng cơ thể nó rất là lớn. Những cái con trưởng thành của nó thì nó sẽ đạt từ 4 đến 5 cân một con. Đấy, về còn đâu là cái đề kháng bệnh tật thì con rúi má đào Thái Lan nó rất là vượt trội so với con rúi mốc đại. Đẻ thì loại sai hơn. Có thể là đẻ được như trại chúng tôi thì ghét có thể là lên đến 153 lứa. Như bình thường thì bà con mà chưa quen thì cũng có chỉ được 1 năm 2 lứa. Và mỗi lứa thì nó sẽ cứ dao động từ 4 đến 6 con một lứa. Cái đặc biệt của chúng là đây, nó rất là cứng cáp, khỏe mạnh. Đấy, ôm bế sờ thoải mái luôn. Còn như trên tay tôi đây thì là con rúi mốc đại Trung Quốc. Về cái ưu nhược điểm của con rúi mốc đại Trung Quốc thì nó lại là cái sức đề kháng của nó thì cũng tốt. Nhưng mà cái trọng lượng của nó thì lại nhỏ hơn con rúi má đào Thái Lan. Nó chỉ được dao động từ 3 cân rưỡi. Đấy, 3 đến 3 cân, 3 cân rưỡi thôi. Đẻ con thì nó lại là cái ít hơn so với con má đào Thái Lan. Bởi vì con rúi mốc đại là thì chỉ đẻ dao động từ 3 đến 5 con thôi. Đấy, một năm thì cũng hai lứa. Nhưng trọng lượng thì nó nhỏ. Cho nên là cái bây giờ thì nhiều người cũng lại đang chuyển qua cái mô hình mà chầu rúi nuôi con má đào Thái Lan là nhiều hơn. Vậy là anh Hai vừa so sánh giữa hai loại rúi mốc đại và rúi má đào Thái Lan. Như vừa rồi bà con đã thấy, về cơ bản những con rúi tại trại của anh đều có thể bế, vuốt thoải mái như thú cưng. Còn lại, mỗi loại đều có ưu nhược điểm riêng như trên đây. Bà con có thể lựa chọn con giống nào phù hợp với gia đình mình nhất. Trong quá trình chăn nuôi thì cũng nhiều bà con hay gọi điện hỏi tôi về tại sao là có nhiều trại người ta giới thiệu là sao lại đẻ được 4 đến 6 con mà về tôi chăn thì lại không đẻ được, chỉ đẻ từ 2 đến 3 đến 4 con. Đấy, sau đây thì tôi cũng lại sẽ phân tích cho bà con về cái cách để làm sao mình ghép đôi sinh sản để cái tỷ lệ đẻ nó sẽ được nhiều. Đấy. Còn như bà con đã biết thì đối với con rúi nếu mà tỷ lệ hợp nhất thì chúng ta là lên ghép là 1-1 là chuẩn nhất. Nhưng mà cái tỷ lệ 1-1 thì nó lại là gây nó lãng phí con đực. Đấy. Thì bà con cũng có thể là tận dụng cho tôi là được 1-2. Đấy. 1-2. Nhưng mà trong quá trình mà bà con ghép thì bà con cũng lại lên phải để có một cái chế độ ăn cho nó cái con đực. Để làm sao cho con đực nó có cái sức để nó khi nó giao phối với con cái, hoặc cũng phải có thời gian nó nghỉ, nó phải cụ thể chứ không phải là mình ghép liên hồi được thì sẽ là con đực là dẫn đến là nhanh bị xuống sức và mình sẽ không khai thác được con đực lâu dài. Thì nếu để đạt hiệu quả cao nhất thì chúng ta là khi để nhận biết được con cái lên giống là chúng tôi ở trại thì chúng tôi vẫn áp dụng là xong là 3 ngày sau thì chúng tôi mới sẽ mang con đực và chúng tôi thả. Đấy, sau 3 ngày thì khi mình thả là con đực vào thì con cái nó sẽ chịu ngay. Thì nhiều bà con mà cứ thấy con cái nó lên giống cái là bà con lại thả vào ngay thì nó dẫn đến cái trường hợp là con đực nó hay cắn con cái, hoặc là ngược lại, con cái nó sẽ cắn con đực. Khi đó mà con cái nó chưa chịu sâu thì nó sẽ là chưa chịu được. Thì ít nhất là bà con sẽ để đúng tỷ lệ cho tôi là đúng 3 ngày. Thì khi đó là cái tỷ lệ trứng nó sẽ rụng nhiều hơn này. Bà con thả con đực vào cái là con cái nó chịu liền và tỷ lệ đậu con rất là cao và sai. Đối với những cái con rúi thì chúng ta là lên ghép là cứ là 1-1 là tỷ lệ đẹp nhất. Thì nó sẽ là đạt hiệu quả độ con rất là cao. Mà một con đực lại mà bà con lay ghép với con kia, một con này, sau là mai bà con lại ghép một con khác. Thì đó cái tỷ lệ độ con nó rất là thấp, nó chỉ được 1 đến 2 con hoặc là 3 con là cùng thôi.
Đấy, như nhà tôi thì tôi vẫn cứ ghép là cứ một con một. Đấy, ghép suốt trong thời gian đến khi con cái nó mang bầu thì tôi mới tách ra lại chăm sóc con đực lại theo một cái chế độ dinh dưỡng khác để cho con đực nó hồi phục, xong chúng tôi mới lại ghép tiếp. Cũng rất là may mắn khi nông thôn làm giàu đến tại trang trại của anh hai thì bắt gặp anh đang giải đáp thắc mắc của bà con gọi đến. Sau đây bà con có thể tham khảo. Alo, xin lỗi cho tôi hỏi, đây có phải chạy nuôi sinh sản con giống bảo tồn động vật quý hiếm đây không ạ? Vâng, đúng rồi chú ạ. Xin lỗi cho tôi hỏi một chút về cái kỹ thuật nuôi con giống được không? Vâng. Và tôi muốn tham khảo vì vừa rồi tôi có đi bắt một số con giống dúi mật đào ở một trại lân cận đấy, thì về nuôi làm sao là nó cứ chồn chổ rồi là nó cào chuồng chảy máu rồi là nó xuất sát hết con giống ấy. Vâng, thì chú thể, mua được mấy ngày rồi chú? Tôi mua được khoảng 3-4 ngày rồi ạ. 3-4 ngày mà về bây giờ nó vẫn quay mà nó cứ cào chuồng dẫn đến là cắn nhau chảy máu be bét đúng không chú? Rồi đúng rồi. Vâng, thế thì cái hiện tượng này thì bên đây hôm nay thì cháu cũng chia sẻ cho chú. Đấy, là những cái con mà nó ở ngoài cái động vật mà nó lừa ở ngoài tự nhiên á, thì khi mà về chuồng thì kể cả đến một tuần thì chưa chắc là con vật đấy nó đã quen chuồng, thì nó hay dẫn đến là cắn nhau này, chạy vòng quanh chuồng, nó cào nó bới đến dẫn đến là xây xước hết chân tay. Đấy, nó dẫn đến là hao hụt con giống của mình. Còn đối với những cái con mà cách mà chú dễ nhận biết nhất, kể cả như ở trại cháu mà những con mà nó đẻ từ trại ra thì nó cũng thì khi mình chuyển chuồng á, từ chuồng nọ sang chuồng kia nó chỉ lạ tầm một ngày đến ngày thứ hai thôi, còn đâu khi có dấu hiệu của nó là nó sẽ lùi đít vào góc chuồng thôi và nó không có hiện tượng là cào bới hoặc là nó cắn nhau gì cả. Thế là tôi mua phải con những con giống quả rừng rồi phải không ạ? Vâng, thì cũng có khả năng vậy đấy. Vâng. Thế thì xin lỗi, thế thì trại mình bây giờ có còn con giống cung cấp cho bà con không? Cháu còn chú ơi, cháu thì có 3 cơ sở đấy, 2 cơ sở là trại sinh sản của cháu và 1 cơ sở là trại giống. Vâng ạ. Thế thì bây giờ mình có còn nhiều con giống, để hôm nào tôi muốn ghé thăm, tôi bắt những con giống đảm bảo về nuôi cho nó an toàn, cho nó đảm bảo không hơn. Vâng ạ. Cháu thì lúc nào cũng sẵn con giống đủ mọi loại loài tháng tuổi để cho chú lựa chọn. Đấy, ngoài ra mà chú, vâng. Thế thì xin lỗi cho tôi hỏi là chạy giống mình bán con giống tốt thế thì có bảo hành không, có chế độ bảo hành như thế nào ạ? Vâng, ngoài ra thì bên cháu thì sẽ có, khi là con bắt giống của bên cháu thì bên cháu là có cái hợp đồng bao tiêu này, bảo hành con giống này. Đấy, trong quá trình mà nó đến thời kỳ nó sinh sản mà nó không sinh sản thì bên cháu vẫn là một đổi một cho các chú. Đấy, hoặc là nếu mà nó đẻ con mà ít đấy thì bọn cháu cũng sẽ vẫn một đổi một cho các chú, thì cho chú yên tâm nhé. Rồi thế thì hôm nào tôi sẽ ghé thăm, và nếu được trại mình mà đúng theo cái có chế độ bảo hành thế thì hôm nào tôi ghé thăm thì sẽ cung cấp cho một số giống đảm bảo nhé. Vâng ạ, chào chú nhé, hẹn chú một ngày gần nhất gặp lại chú. Rồi chào anh. Vâng ạ. Vậy là vừa rồi, anh hai đã được một chú gọi điện qua thắc mắc về vấn đề khi mua con giống ở trại khác, về bị cắn chuồng, tự làm thương bản thân, thì anh giải thích rằng có lẽ con đó chưa quen với môi trường nuôi nhốt, nên hoảng phá chuồng. Qua đó thì anh cũng chia sẻ, trại anh có chế độ đổ trả và bao tiêu cho bà con khi mua con giống tại trại. Có nhiều câu hỏi thì bà con cũng gọi điện cho tôi. Thì có những con mà đã mang bầu rồi, mà về bà con theo dõi đến tầm 50-60 ngày mà vẫn chưa thấy đẻ. Và có những cái trường hợp mà là khả năng là bà con đã chăm sóc nó lại quá quá nhiều chất. Đấy, đối với những con bầu thì chúng ta cũng áp dụng là bổ sung chất là nhiều hơn ngày thường một chút thôi, để làm sao cho nó khi nó vừa tầm để nó đẻ. Chứ bà con mà chăm sóc quá thì nó cũng là dẫn đến béo quá thì đồng nghĩa với cả nó lại khó đẻ. Đấy, nó lại gây ảnh hưởng hoặc là đến cả mẹ lẫn con. Trên đây là những cái câu hỏi chúng tôi là ở trại là hay thường gặp đến, thì chúng tôi cũng sẽ chia sẻ cho bà con. Đấy, nếu có cái gì mà thắc mắc thì bà con cứ liên hệ cho tôi theo số điện thoại là 034 918 4745. Tôi rất lòng được phục vụ bà con.